Trong tình yêu hiện đại, từ tình yêu có thể bao hàm nhiều ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào bản chất mối quan hệ. Ta có tình yêu lãng mạn, tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè, tình yêu vô điều kiện. Và ta có cả những tình yêu mang những ý nghĩa tiêu cực hơn, chẳng hạn như là tình yêu ám ảnh hoặc là tình đơn phương. Hàng thế kỷ trôi qua, người ta vẫn luôn truyền tai nhau rằng những người theo chủ nghĩa khắc kỷ là những kẻ không biết yêu thương, vô tâm và lạnh nhạt. Họ sống trong sự kiềm chế cảm xúc gắt gao vì lo ngại tình yêu sẽ đi ngược lại với những triết lý sống của mình. Tất nhiên, những nhận định trên hoàn toàn không chính xác, bởi những người theo chủ nghĩa khắc kỷ luôn muốn sống hòa hợp với tự nhiên, nên không có lý do gì họ lại phủ nhận tình yêu, một trong những cảm xúc tự nhiên nhất của con người. Trong video này, mời các bạn cùng tìm hiểu về cách tiếp cận tình yêu của chủ nghĩa khắc kỷ, từ quan điểm về tình yêu cho đến cách họ kiểm soát những cảm xúc tiêu cực có thể nảy sinh trong tình yêu. Theo bài viết Stoicism and Love của tác giả Brenda Collon, tình yêu lãng mạn là kiểu tình yêu không điều kiện và mang tính bản năng sinh học hơn là phần lớn các kiểu tình yêu khác. Và đó cũng là lý do bài viết này tập trung phân tích góc nhìn của chủ nghĩa khắc kỷ về tình yêu lãng mạn. Phẩm hạnh. Trước tiên, chúng ta cần nhìn lại những nguyên tắc nền tảng của trường phái khắc kỷ. Với những người theo chủ nghĩa khắc kỷ thì phẩm hạnh là điều tốt đẹp duy nhất và không có điều gì tốt đẹp ngoài phẩm hạnh. Họ cho rằng những tổn thương về mặt cảm xúc là do sai lầm trong việc phán xét các vấn đề. Con người phải sử dụng trí óc một cách có lý trí để hiểu về thế giới, cũng như là trách nhiệm, nghĩa vụ, những việc mình phải làm theo sự sắp xếp của tự nhiên. Bốn đức tính cốt lõi của chủ nghĩa khắc kỷ là trí tuệ, chính trực, công bằng và can đảm. Musonius Rufus là một triết gia khắc kỷ La Mã nổi tiếng trong thế kỷ 1 sau Công Nguyên. Ông được xem là một trong bốn triết gia khắc kỷ vĩ đại nhất của đế quốc La Mã. Theo Musonius Rufus, những cách biểu đạt tình yêu hay là khao khát thể xác trong một mối quan hệ một một không khiến một người đánh mất bất kỳ đức tính nào. Tuy nhiên, ông cũng xác định một số trường hợp vượt ngoài chuẩn mực đạo đức, ví dụ như là hành vi tình dục không có sự đồng thuận, ngược đãi bạn tình, ngoại tình khi đang trong một mối quan hệ một một. Đây đều là những tình huống mà suy nghĩ và hành động tiêu cực lấn át phán đoán, ảnh hưởng đến các đức tính của mỗi người. Không phải tất cả các nhà khắc kỷ đều có quan điểm cởi mở về mối quan hệ như là Musonius Rufus. Nhà lý luận chính trị La Mã nổi tiếng Marcus Tullius Cicero công nhận sự tồn tại của tình yêu thuần khiết, nhưng đồng thời, ông cũng nhấn mạnh rằng trong hầu hết các trường hợp, thứ chúng ta tin là tình yêu thực chất chỉ là ham muốn. Theo Cicero, một người khôn ngoan khi bước chân vào một mối quan hệ lãng mạn phải biết cách thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực. Mối quan hệ đó phải không gây ra bất an, khao khát, lo lắng hay thở dài. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ hoàn toàn không thờ ơ với tình cảm, vì họ coi trọng các đức tính hơn tất cả những thứ khác trong cuộc sống, nên bất kỳ các cảm xúc tích cực nào khác nằm ngoài khuôn khổ của các đức tính chỉ đơn thuần là một phần thưởng. Các nhà khắc kỷ gọi đây là thờ ơ với những điều không quan trọng. Các mối quan hệ lãng mạn hay thậm chí là cả ham muốn, nếu được sử dụng đúng cách có thể trở thành một phần của cuộc sống đức hạnh. Miễn là sự kết hợp đó dựa trên sự đồng thuận và có lợi cho cả hai bên, đồng thời những cảm xúc không ngăn trở một người sống hòa hợp với tự nhiên. Các nhà khắc kỷ cũng nhận định rằng một người có thể sống một cuộc sống trọn vẹn và có đạo đức ngay cả khi không tìm thấy được người yêu. Hạnh phúc và khoái lạc. Trong thuyết khắc kỷ, có một ranh giới mong manh giữa lý trí và phi lý trí. Chủ nghĩa khắc kỷ cho rằng vì con người là một sinh vật thuộc về xã hội, nên con đường đi tới hạnh phúc của chúng ta dựa trên việc chấp nhận mọi thứ đang diễn ra và kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Con người phải làm chủ được sự sợ hãi, đau đớn, khao khát và cả ham muốn. Một tình yêu gắn bó mật thiết có thể cản trở hạnh phúc đích thực ấy thông qua những đam mê cuồng nhiệt và cảm xúc cực đoan. Tình yêu có thể là một phần cốt lõi của cuộc sống, nhưng nếu chúng trở thành tiền đề cho sự buông thả, lòng tham và đam mê quá độ, những người theo chủ nghĩa khắc kỷ sẽ sẵn sàng hy sinh chúng để tránh làm tổn hại đến các đức tính cốt lõi. Trong suy tưởng, Marcus Aurelius đã viết: những thứ được sắp đặt cho ta, hãy dạy mình cách hòa hợp làm một với chúng, và những người cùng trải nghiệm chúng với ta, hãy đối xử với họ bằng tình yêu thương, một tình yêu thương chân thành. Song hành với tình yêu là khái niệm về khoái lạc. Như đã đề cập ở bên trên, tình yêu lãng mạn là một thứ thờ ơ với những điều không quan trọng, nghĩa là một trải nghiệm thú vị nhưng không thực sự cần thiết cho một cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, các nhà khắc kỷ lại nhận ra rằng
khoái lạc và ham muốn là một phần không thể thiếu trong giai đoạn đầu của tình yêu lãng mạn. Suy cho cùng, ham muốn thể xác là yếu tố duy nhất để phân biệt tình yêu lãng mạn với tình bạn. Vậy nên ham muốn là điều cần thiết. Tình yêu được xây dựng trên sự gắn kết, tin tưởng và gắn bó chính là mối quan hệ tuân theo phẩm hạnh được các nhà khắc kỷ đề cập đến. Những mối quan hệ hời hợt chỉ dựa trên ham muốn và sức hấp dẫn thể xác hoặc là chỉ để tìm thấy khoái lạc đều thiếu chiều sâu và sự viên mãn. Về cơ bản, loại quan hệ này đi ngược lại ý tưởng về việc kiểm soát cảm xúc và hạnh phúc đích thực của chủ nghĩa khắc kỷ. Tình yêu không được hồi đáp. Nguyên tắc lưỡng phân quyền kiểm soát là một trong những học thuyết quan trọng nhất trong triết học khắc kỷ. Theo triết gia khắc kỷ Epictetus, có những thứ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta và có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng ta nên tập trung vào những thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình và chấp nhận những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Tức là bạn chỉ nên lo lắng về những thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình, trong khi tình cảm của những người khác không nằm trong phạm vi đó. Việc họ không đáp lại tình cảm của bạn không nên là vấn đề của bạn. Do đó, tình yêu đơn phương luôn bị những người theo chủ nghĩa khắc kỷ coi là ngớ ngẩn và cần tránh bằng mọi giá. Họ không mấy bận tâm đến rủi ro tiềm ẩn hoặc tổn thương về mặt tình cảm thường đi kèm với tình yêu đơn phương. Ngoài ra, chủ nghĩa khắc kỷ dạy rằng cảm xúc của chúng ta chỉ là tạm thời. Sau giai đoạn say mê ban đầu, bạn sẽ nhận ra người kia không đáp lại cảm tình của mình, những cảm xúc từng có cũng sẽ phai nhạt. Đối với người theo chủ nghĩa khắc kỷ, niềm vui không đến từ sức hấp dẫn của một người, mà đến từ việc sống một cuộc sống có phẩm hạnh được xây dựng cùng người khác. Nếu phẩm hạnh bị tước đi bởi tình yêu đơn phương, sự hấp dẫn ấy sẽ không có mục đích và cần cho và quên lãng. Mất mát. Triết gia trụ cột của trường phái khắc kỷ Lucius Annaeus Seneca cho rằng, khi một người bạn yêu quý qua đời, hãy tìm một người khác để yêu thương, có thêm một người bạn mới tốt hơn là khóc lóc. Chủ nghĩa khắc kỷ dạy chúng ta nên trân trọng mọi thứ. Nghe thì có vẻ tiêu cực, nhưng bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào cũng có hai kết cục, chia tay hoặc ly biệt mãi mãi. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ luôn sẵn lòng đối diện với việc mất đi người mình yêu bất cứ lúc nào. Họ thường thực hành memento mori, nhớ rằng mình sẽ chết để chuẩn bị tinh thần cho sự mất mát. Tương tự, Epictetus khuyến khích thực hành premeditatio malorum, dự tính trước những điều xấu. Thời gian dành cho tình yêu là có hạn, dù là 6 tháng, 6 năm hay 60 năm. Chúng ta không nên quá chìm đắm vào tình yêu dành cho người kia, mà hãy trau dồi bản thân để trở thành người bạn đồng hành tốt nhất với họ. Nhờ đó, khi chia tay hoặc ly biệt vì cái chết, bạn sẽ trân trọng khoảng thời gian bên nhau thay vì đau khổ bởi sự vắng bóng. Hãy nhớ về tình yêu ta từng có và đừng buồn rầu về sự mất mát quá lâu. Quan điểm về tình yêu và các mối quan hệ luôn muôn màu muôn vẻ. Chúng phụ thuộc vào trải nghiệm cá nhân, niềm tin đạo đức và bối cảnh xã hội rộng lớn của từng thời đại. Trước khi yêu, người ta có thể tỏ ra thờ ơ, cũng có thể bất chấp hết thảy. Khi định nghĩa về một mối quan hệ, người ta có thể cực kỳ phóng khoáng, cũng có thể cực kỳ bảo thủ. Chính vì vậy, ngay cả trong học thuyết khắc kỷ cũng tồn tại nhiều quan điểm khác nhau, đặc biệt là giữa khắc kỷ Hy Lạp và khắc kỷ La Mã. Tuy nhiên, các nhà khắc kỷ đều đồng ý về việc tránh xa những dạng tình yêu sai lầm. Con người không nên quá cuồng nhiệt bởi ham muốn nhục dục, cũng không nên sa đà vào tình cảm đơn phương hay các mối quan hệ độc hại. Thà độc thân còn hơn ở trong một mối quan hệ sai trái. Biết trân trọng bản thân ngang bằng với việc trân trọng người mình yêu. Không cho phép bản thân bị chi phối bởi những đam mê nhất thời hay ảo tưởng về tình yêu bất diệt có thể giúp bạn tránh bị lợi dụng hoặc bị thao túng về mặt cảm xúc. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!